Vâng, em xin chào các anh. Là hôm nay em tiếp tục về thêm cho các bác thêm một đôi loa của Onkyo mã 032A các bác nhé. Để cái đôi này thì là dòng loa nó có cả phân tần ở bên trong nên là cái tiếng của nó nghe nó sẽ chi tiết hơn là một số các cái dòng loa mà đánh direct nhé. Để cái dòng nó đánh direct thì tương đương nhiên là họ cũng sẽ có những thiết kế riêng của họ để làm sao cho âm thanh được tối đa nhất, nhưng những cái dòng phân tần có phân tần như thế này thì cũng được lại được khách nhà hỏi rất là nhiều, nên là thi thoảng nó có những cái bộ mà nó về nó có phân tần em quay lên thì nó rất nhiều bác ủng hộ. Thì đây là một trong những cái đôi loa nó có phân tần mà được các bác đang tìm mua đây nhá. Này, đây là đôi D032A này, cái nó này là nó lụa này, nên thi thoảng mình có chạm tay vào nó sẽ bị đây xuống như này, như thì mình lấy tay mình hơi gạt gạt là nó sẽ tự nó về là có thể không đấy nhé. 032A thì 032A con này là dòng loa bát 13 này, cân cao su màng giấy các bác nhé, màng giấy đấy. Bọn này thì trung âm rất là sáng đấy, bát nó đánh mềm sâu đấy, và cái tép nó mịn đấy. Dùng để nghe các dòng nhạc bolero, nhạc vàng, guitar không lời rất là hay đấy. 032A. Nó rất là đẹp các bác nhé, nó rất là đẹp luôn. Đấy. Đây là một cặp loa hàng bãi nhưng mà nó về còn rất là đẹp. Đấy. Đẹp không kém gì hàng đấu mạng, các bác có thể thấy không kém cạnh hàng đấu mạng luôn. Đấy nhé. Cái căng đây nhé, đầy đủ hết. Đấy. Thì đôi 032A này thì nó đây em test thì nó vẫn đang chạy bình thường nha. Đây em thử cho các anh đây nha, hai loa đều vẫn đang lên bình thường đây các bác nha. Thì đôi này giá của nó có 980.000 đấy nhá. Em bác nào đang có nhu cầu mua thì alo em nhá. Số điện thoại liên hệ là 0966 594 581 hoặc là 0979 891 682 các bác nhé. Vâng. Ok, em xin chào các bác và xin gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em nhé. Vâng.